hát gần chứng rán cần mỡ nhận là bling chính hiệu, có luôn thành di số phiên bản lỗi để đón Blackpink cơm bách. Bầu không khí cộng đồng người yêu nhạc toàn cầu đang vô cùng sồi sục nóng bỏng trước màn cơm bách của Blackpink sau hơn một năm vắng bóng. Các cô gái đã góp mặt trong buổi họp báo toàn cầu, hé lộ những thông tin về ca khúc cơm bách How You Like That thu hút sự chú ý của đông đảo các Blinks, fan dom của Blackpink trên toàn thế giới hòa chung bầu không khí đón chào màn cơm bách của Girl Group nhà IG Entertainment, cô nàng hát Girl Trần Thanh Tâm, chủ nhân của chen chứng rắn cần mỡ, bắp cần bơ gây suốt mạng xã hội thời gian vừa qua, cũng đã có màn cosplay thành viên Jisoo trong tấm ảnh mới nhất mà cô nàng đăng tải trên trang cá nhân. Thanh Tâm bất ngờ chia sẻ tấm hình cosplay Jisoo nhân dịp sinh nhật. Trong tấm ảnh mà cô nàng đăng tải, Thanh Tâm đã cosplay lại tấm post từ concept teaser đầu tiên mà Blackpink hé lộ cho màn tái xuất của mình dù để hóa thân vào phong cách mà mỹ nhân hàng đầu Pop Gisoo đã thực hiện. Trước đó là một thử thách không hề đơn giản, nhưng bằng tình yêu với BLACPINK, Thanh Tâm đã có màn cosplay khá trọn vẹn. Thanh Tâm trái đã có màn hóa thân thành Jisoo Blackpink. Phía dưới phần bình luận, đích thân cô nàng hát girl cũng tự nhận rằng mình chính là một bling chân chính dành rất nhiều tình yêu cho girl group nhà IG. Đặc biệt, ngày hôm nay ngày 26 tháng 6 còn là ngày sinh nhật của cô nàng, và trùng hợp thay cũng chính là ngày Blackpink comeback. Điều này theo như chính chủ chia sẻ là điều vô cùng ý nghĩa đối với một Blink như mình. Cô nàng tự nhận mình là Blink chính hiệu, chia sẻ thực hiện bộ ảnh nhân ngày sinh nhật và cơm bách của Blackpink. Cô nàng không ngại đáp trả bất kỳ ý kiến nào về việc hâm mộ của mình. Ở một diễn biến khác, chưa đầy 2 tiếng nữa, Blackpink sẽ có màn tái xuất với siêu phẩm How You Like That sau hơn một năm trời vắng bóng trên đấu trường âm nhạc. Hiện người hâm mộ toàn cầu đang vô cùng háo hức và đón chờ sản phẩm trở lại này của các cô gái, hứa hẹn thiết lập nên nhiều thành tích kỷ lục, mở đường cho chuỗi hoạt động âm nhạc sắp tới của nhóm nữ toàn cầu đình giám. Blackpink xuất hiện tại họp báo comeback. Teaser MV How You Like Just Blackpink. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.